À, chào chị. À, đây là máy photocopy, bên em chuyên bán và cho thợ máy photocopy. Thì hôm nay bên máy phòng văn thanh chị hướng dẫn anh chị là một cái thủ thuật ha. Là photo mà photo làm photo một bảng ha. Photo một bảng nó ra làm bốn, ví dụ anh chị photo có bốn tờ một mặt nha, nó sẽ ghép lên một tờ A4 một mặt, là ghép lên bốn tờ đây, đây chức năng này ha. Rất là hay chị, chức năng rất là hay. Thường hay anh chị thường hay sử dụng đó. Thì ví dụ anh chị thường thường là mặc định đỡ là một trang bốn trang tầm bốn trang một mặt ha, đây sẽ phân thành một tờ A4 phân làm bốn ha, hoặc anh chị có thể phô nhỏ hơn, anh chị vô cái nút này này ha, cái nút mà cái nút tơ mua mua tơ nhẹ nhàng vàng lên này ha. Đó thì trong này các anh chị bấm vô combine thì combine ha, có thể anh chị có thể phô nó tám 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 slide trên một tờ luôn đó, tám slide một tờ đó, rất là hay nha, đó tính năng rất là hay luôn. Đó, thì sau khi mà anh chị phô mà anh chị đỡ anh chị phô 8 lần thì nó sẽ gộp chung một tờ giấy trong một tờ giấy á. Ví dụ là anh chị phô một tờ giấy A4 ha, thì nó sẽ phân làm 8 tờ ha, chỉ nó kể là tầm bộ 8 ha, nó phân làm 8 bộ ha. Anh chị có thể thử thử bằng chức năng này, anh chị có thể thử thử chức năng này đó. Đó, sau khi giấy mình reset thử lại ha. Đó thì tính năng rất là hay nha, đỡ ví dụ anh chị mà phô tài liệu nhỏ ha. Này là hơi hơi tiêu cực một xíu ha. Đó, thì cái này là anh chị mà phô những cái thứ tài liệu này nhỏ đỡ tầm tay cho nó gọn ha. Sử dụng cho công ty văn phòng á, thì anh chị có thể chức năng này ha. Chức năng này có thể là phô 4 tờ một mặt thành một tờ A4 phân làm 4 ha. Đó, nó giống giống y hệt như bức tường này luôn nha. Đó, tờ A4 này nó phân làm 4 ha. Đó. Còn dù anh chị muốn muốn phân nó nhỏ hơn thì vô combine nè, combine thì vô số 8 original ha. 8 original ha. Thì nó sẽ phân là tầm 8 luôn, nó giống như cái hình hình đại diện này anh chị thấy không? Trang 1, trang 2, trang 3, trang 4, trang 5, 6, 7, 8 nó góp thành một hàng ngang ha. Đó, nó góp thành một hàng ngang ví dụ tại 4 này ha. Đó, nó sẽ phân làm hàng ngang, nó chia ở trên là 4, ở dưới là 4 ha. Đó. Rất là hay, tính năng rất là hay của mấy mấy dòng Rico anh chị. Đó. Thì anh chị có thể thử tính năng này, anh chị phô ở dưới này hoặc anh chị phô ở trên, anh chị bỏ 8 tờ một mặt trên này thì nó sẽ phô cho anh chị luôn ha. Đó. Tính năng rất hay, hôm nay bên bên em chia sẻ chị ha. Đó. Thì bên em chuyên cho thuê bán máy văn phòng tại Đồng Nai nha. Bên em văn phòng em là bà 318, văn phòng bên em là 318 Nguyễn Văn Tăng, Long Thành Mỹ, thành phố nước thành phố Hồ Chí Minh. Gần khu công nghệ cao quận 9 đó chị, quận 9 cũ đó nha. Đó, gần khu công nghệ cao, gần Vinhome ra Bắc. Thì từ từ đây thì xuống Biên Hòa, Đồng Nai cũng tương đối gần, anh chị ở bên Đồng Nai có thể thuê ba máy photo ha. Thì máy photo này thì có chức năng là copy này, in này, scan là scan, scan là scan màu hôm nay anh chị, khổ từ khổ A3 tới tới A5, A3, A4, A5 đó, rất thích hợp cho những cái văn phòng, công ty văn phòng sử dụng máy nhỏ không đáp ứng được ha, hoặc là những công ty xây dựng cần scan màu nhiều ha. Đó, đây là cái chức năng scan màu gì ha, scan màu khổ A3, A4, A5 luôn ha. Rất là tiện ha. Scan đảo mặt tự động nha, scan đảo mặt tự động, in và đảo mặt tự động luôn. Thì giá thuê bên em thì tầm có 1,1 triệu, 1,2 triệu, đó là những cái gói mà rất rất nhiều công ty hay sử dụng, thì 1,1 triệu, 1,2 triệu, 5.000 bảng một tháng nha, xài nó khỏi rất là vô tư nha. Đó. Xài đa phần thì thường những công ty thì thường xài khoảng 5.000 bảng một tháng là ok nha. Đó. Sử dụng được A3, A4, A5 luôn, scan màu miễn phí nha, scan chỉ scan bao nhiêu cũng được ha. Còn còn in là in giá hàng 5.000 bản đó. Họ chỉ muốn muốn thuê mà số bản nó nhiều hơn, chị tới thương lượng bên em đó. Bên em có những gói mà cho văn phòng mà cho những công ty mà in nhiều hơn đó. Thì 1,1 triệu, 1,2 triệu một tháng, 5.000 bản, 1,6 triệu là 10.000 bản một tháng, chị có thể cân nhắc anh nha. Đó. Máy rất là đẹp ha. In cho độ in đã mặt tự động ha. Được rất là nhiều công ty trong thành phố Hồ Chí Minh và những khu lân cận thuê rất là nhiều anh chị. Đã anh chị có thể nhu cầu thuê máy photo, thì trong quá trình thuê máy thì nạp mặt sửa chữa miễn phí nha. Anh chị có nhu cầu thuê liên hệ tham khảo ha.